Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn về xử lý chôn lấp rác thải, trong đó khuyến khích việc phun chế phẩm để phân hủy rác, sau đó sẽ tiến hành chôn lấp. Tuy nhiên, việc này chưa được các địa phương thực hiện, dẫn đến hiện nay có nhiều bãi rác ở trong tình trạng này. Cách bãi rác vài trăm mét, hàng ngày phải hứng chịu thứ khói bụi độc hại từ bãi rác và trực tiếp vào nhà, nên gia đình anh Lê Văn Khúc ở xóm Ấu, thôn Ốc Nhiêu phải làm thêm lớp cửa trên tầng 3. Luôn đóng kín cửa, nhưng sức khỏe mẹ già luôn trong tình trạng khó thở và cháu nhỏ thường xuyên mắc bệnh về đường hô hấp dù đã chuyển vào phòng góc khuất gió. Ra đến khỏi cửa nhà là đã phải bịt khẩu trang rồi. Nó khét, mùi khét nồng nặc, rất khó chịu. Người già và các cháu bé là cứ đi viện về xong lại bị. Có trường hợp có cháu trong một tháng đi đến 3 lần. Tôi nó cứ đổ máu mũi ra, ủng ọc, ảnh hưởng cả tim, cả phổi, nó cứ tức ngực. Không chỉ riêng gia đình anh Khúc, mà hàng trăm hộ dân nơi đây đều rất bức xúc trước tình trạng đốt rác tại bãi tập kết rác trên. Không khí ô nhiễm nên người già trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp. Tôi là ho vừa rồi tôi phải xuống khu Việt Mỹ tôi khám hôm kia ở đấy mà vẫn đốt. Ho hen rồi tôi đi viện hầu như là viện làm nhà. Đấy mà không thể cửa nhà thì không ai mở được. Cứ mở ra là bắt đầu bị. Mà người đang khỏe như thế là ốm đau suốt 3 năm này rồi. Từ khi có cái bãi rác rồi nhờ. Chúng tôi cũng đã trực tiếp báo cáo rồi đề nghị với lãnh đạo của Ủy ban xã Đồng Than để có ý kiến đối với Ủy ban xã Vĩnh Khúc. Thế xong thì cũng có một số các cái đoàn về kiểm tra, chấn chỉnh. Thế xong cũng chỉ được một cái thời gian nhất định. Đốt rác diễn ra thường xuyên. Bãi rác tại thôn Hạ Tần, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, mỗi ngày có hàng chục tấn rác của hai xã Vĩnh Khúc và Tân Tiến đổ về đây. Do địa phương chưa làm tốt công tác phân loại xử lý rác tại nguồn, khi đưa ra bãi rác tập trung thì bên cạnh việc gây nguy hại cho môi trường còn kéo theo việc nhiều người dân buôn bán độc nát khi vào bãi rác bới nhặt rồi đốt rác để lấy phế liệu kim loại đem bán, dẫn đến tình trạng cháy diện rộng. Nguyên nhân chính thì có thể là do một số người ta đốt rác trộm. Nhưng người ta đốt trộm thì thực sự là người ta đốt cũng lúc mà mình không thể mà có người túc trực ở đây trên 24/24 giờ được. Thực trạng rác thải tồn đọng chưa được xử lý ở các địa phương hiện nay đang diễn ra phổ biến. Có một nghịch lý là người dân là người phát thải và chính quyền các cấp thì đang loay hoay tìm giải pháp xử lý. Mỗi người dân tự cần ý thức hơn trong phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn để giảm phát thải ra môi trường. Tỉnh Hưng Yên cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch của tỉnh. Tuy nhiên, để có được một nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động cần phải qua rất nhiều khâu, thủ tục từ chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, đặc biệt là quá trình đánh giá tác động DTM. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành văn bản số 718 ngày 7 tháng 5 năm 2021 để đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm tình trạng đốt đổ rác bừa bãi. Đề nghị các địa phương phải bố trí điểm tập kết rác để lưu giữ rác an toàn. Bãi chôn lấp được phủ bạt và thường xuyên phun chế phẩm vi sinh để giảm dần khối lượng rác thải và ngăn ngừa phát tán mùi, rỉ nước ra môi trường. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu trong thời gian trước mắt. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang cần nhanh chóng có biện pháp xử lý dứt điểm những bất cập bãi rác trên để trả lại môi trường sống an toàn cho người dân.